Phạm Thâu Vlog kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ Phạm Thâu nhé. Xin giới thiệu các bạn, mình đang có mặt tại giáo xứ của Việt. Hôm nay đưa tượng lên mái hạ của bể phía nam của nhà thờ. Con chào cha. Vâng. Không nghĩ là hôm nay máy về đâu. Không lên kê. Thế cha là hôm nay lên mấy tượng cha? 5 tượng ạ. Vâng. Thầy chào anh em nhé. Vâng. Lời thăm tất cả mọi người đang theo dõi công việc đưa tượng Chúa. Hôm nay đưa 5 tượng lên trên mái tiếp. Và cũng xin cảm ơn tất cả các ân nhân, mọi người đã công tác giúp đỡ cho công trình đền Thánh Đức Mẹ của giáo phận Thái Bình. Đây đang nỗ lực để cố gắng để đưa các tượng lên để hoàn thiện tiếp tục bên trong bên ngoài để chuẩn bị ngày đại lớn lớn sắp tới. Thì không gì thay đổi thì Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ về thăm để đến mẹ. Công trình đang được lũ được xây dựng lên, tuy nhiên thời tiết cũng khó khăn. Công việc còn rất nhiều, xin mọi người thêm lời cầu nguyện và ủng hộ giúp đỡ cho công trình đền Thánh Đức Mẹ nhé, của giáo phận Thái Bình nhé. Và mình không quên, luôn luôn nhớ cầu nguyện cho tất cả các đấng bậc và tất cả anh em chị em, đặc biệt các thân nhân. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn tiếp tục theo dõi chương trình clip này để chúng ta chia sẻ với nhau để cùng cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa chúc lành, chúc lành cho tất cả. Đang tiếp tục. Vâng, cảm ơn cha. Là do anh nghệ nhân Quốc Thịnh ở Trung Đồng. À, ở Trung Đồng ạ. Vâng. Vâng. Quốc Thịnh Trung Đồng, nghệ nhân Trung Đồng. Những tác phẩm của anh em. Vâng. Vâng. Thank you.
trong cái bốn quay cả các bạn thờ. Dạ vâng ạ. Và lễ cũng ở trong. Vâng. Đi ra cái chỗ làm từng phần một. Vâng. Cái cột cột cái hoa văn. Vâng. Nhiều người xem. Vâng. Cái khu vực đang hoàn thiện phía dưới. Chưa đem cơm nhé. Dạ vâng ạ. Thưa cha là cha định là đến bao giờ thì nếu mà gọi là không có gì thay đổi thì bao giờ thì cắt băng Khánh Thành nhé? Chắc là cũng muốn là cắt băng vào tháng 5, à tháng 4 này, Tổng thống của Việt Nam về, 24 tháng 4 nhưng mà không thể xong được. Vâng. Chắc chắn là chỉ tháo đóng giáo trong mặt thờ, tiếp tục hoàn thiện. Vâng. Và ý nguyện những cha không thì là đến cuối tháng 5 nhưng mà cũng khó khăn. Vâng. Không biết là có hoàn thành được không, thì công việc nó còn nhiều lắm. Và bây giờ nó đang Covid. Vâng ạ. Rất là khó khăn về vấn đề thợ nghề, về tài chính kinh tế rất là khó khăn. Vâng. Bây giờ lâu lắm rồi, mấy năm nay không xin đâu. Vâng. Ngoài ra thì có các thân nhân hướng dẫn đến những thợ các ngày khác, chứ các phó thợ cũng không giáo sứ thì quá ít người, khó khăn lắm, không biết làm sao. Vâng. Thôi bây giờ tình hình chung vậy. Tình hình chung và tôi cứ hứa đức mẹ thương, đức mẹ ban cái ngày khác. Vâng. Người cho cái ngày cái kia. Rồi người cho công, người cho gạch, người cho cát, người đá, rồi cho những người một tí chút. Vâng. Rồi là rất là khắp nơi, đây là một công trình, là công trình của Đức Mẹ, rất là nhiều nơi, nhiều người, có rất nhiều người giấu tên, nhưng cho biết, và rất âm thầm, thế này để giúp đỡ công trình của Đức Mẹ. Và đặc biệt là mình có người anh chị em bên Kỳ, luôn luôn đồng hành cầu nguyện với Chúa, xin Chúa chúc lành cho bà cố. Dạ vâng. Chị ơi, chị chạy ra thôi lấy tớ cái ghế đi. Đi nó đau chân. Đứng đây chắc là lâu rồi chứ bỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin giới thiệu các bạn là nhà thờ coi như bên ngoài đã gần như hoàn tất, gióng rão đã tháo dỡ, chỉ còn mỗi phần tháp chuông. Toàn bộ ốp lát bằng đá hết. Đầu nhà thờ là có căn nhà 7 tầng để các cha tu dưỡng trực tiếp ở ngay đầu nhà thờ. Thời giáo sứ của Việt đây là lớn nhất nhì Việt Nam các bạn nhé. Có thể là ngang hàng với nhà thờ Lãng Vân nổi tiếng Ninh Bình. Đất rất là rộng. Dạ vâng ạ, ông ạ. Đây là khu vực nước uống Đức Mẹ của Việt. Đây có một dòng nước thiêng các bạn nhé. Thank you.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Các bạn nhớ bấm like đăng ký kênh ủng hộ để Phạm Thâu có động lực làm nhiều video để phục vụ các bạn một ngày một tốt hơn. Nếu có điều gì làm không hài lòng các bạn, mong các bạn thông cảm bỏ qua. Và tiếp sau đây là các video sau. Mời các bạn cùng vào tham quan bên trong nhà thờ, cũng như là các chi tiết bên trong nhà thờ và các sự kiện đang diễn ra trong xây dựng kiến thiết. Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại!